Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh tên là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Chúa Giêsu Nazareth, anh bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Chúa Giêsu dừng lại và nói: Gọi anh lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phát dậy mà đến gần Chúa Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn và đặc biệt các bạn trẻ thân mến, có một câu chuyện thường hay được kể về anh mù. Có một anh mù đi thăm một người bạn và rồi mải mê trò chuyện. Trời sập tối, tháng 10 chưa cười đã tối, và vì thế người bạn giục anh mù ra về và trao cho anh một cây đèn sáng. Anh mù tức cười quá, vì đối với anh ngày hay đêm cũng không si nhê gì cả, vì ngày và đêm đối với anh mù có gì khác đâu. Cho nên anh tức cười. Và rồi người bạn đã giải thích cho anh mù hay rằng: Trời đã tối, anh hãy cầm cái đèn sáng này bước đi, để rồi người ta sẽ trông thấy cái đèn sáng này để tránh bước anh. Và rồi anh mù hí hửng với cái đèn sáng trong tay, anh giơ cao lên và anh lủi về phía trước, lòng đầy tự tin chắc chắn hôm nay anh sẽ mau chóng về đến nhà và với cái đèn này người ta sẽ tránh anh. Thế nhưng đi một quãng đường thì anh đã va vào một người và cả hai người té nhào. Anh mù tức quá mới chửi đổng lên: Anh đui mù sao mà không thấy cái đèn sáng của tôi? Thế nhưng người kia đáp lại với anh mù: Anh mới chính là đui mù, vì chiếc đèn của anh đã tắt từ khuya, đã tắt từ lâu rồi. Thật khốn thân cho anh mù khi bị một cái cú té nhào đau đớn như thế. Và quả thật, từ chỗ nương tựa đã dẫn anh đến một cái hệ lụy rất là khổ tâm. Trang bơm hôm nay Chúa Giêsu cũng thuật lại cho chúng ta trên đường đi lên Jerusalem và băng qua Jericho. Chúa Giêsu muốn đi sang bên phía đông của con sông Jordan, và chính nơi đây khi mà người ta rầm rập bước đi, có một anh mù ăn xin bên vệ đường. Thật khốn thân cho anh, anh đã mù lòa, anh ngồi ăn xin bên vệ đường, có nghĩa là anh bị loại ra khỏi cuộc sống của mọi người. Anh sống bên lề của mọi người, anh ăn xin. Và rồi khi nghe tiếng rầm rập người ta bước đi thế, anh ta lắng nghe thông tin, anh ta ra đài,
và anh ta biết là Chúa Giêsu Nazareth đi ngang qua, và vì thế cho nên anh la lớn lên trong sự khẩn cấp của anh và với tất cả quyết liệt của anh. Thế nhưng người ta đâu có để cho anh yên, người ta bắt anh phải im đi. Thế nhưng anh lại càng la to hơn nữa: lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Và rồi Chúa Giêsu đã truyền để đem anh đến với Chúa Giêsu, và chúng ta thấy thái độ của anh mù mang tính quyết liệt. Anh đặt cược tất cả cuộc đời của anh nơi Chúa Giêsu, vì rằng gia tài của anh chỉ có chiếc áo choàng. Thế nhưng khi nghe Chúa Giêsu gọi anh, thì giờ đây anh đứng phắt dậy và anh ném cái chiếc áo choàng đó để anh đến với Chúa Giêsu một cách nhanh chóng. Hay quá, anh mù này dám đặt cược cuộc đời của mình nơi Chúa Giêsu Nazareth, con vua David. Và rồi quả thật, khi đặt cược cuộc đời của anh như thế, khi đặt trọn niềm tin của anh nơi Chúa Giêsu, anh đã được sáng mắt. Chúa Giêsu đã chất vấn lòng tin của anh: anh muốn tôi làm gì cho anh? Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy được. Một anh mù cảm thấy bất lực hoàn toàn. Thế giờ đấy anh đặt cược nơi Chúa Giêsu, anh đã được sáng mắt. Chúa Giêsu đã cho thấy rằng đức tin của anh đã cứu chữa anh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trang phúc âm hôm nay mang thật nhiều ý nghĩa, vì rằng Chúa Giêsu đang trên đường đi lên Jerusalem, cũng có nghĩa là Chúa Giêsu đi vào trong lộ trình thương khó. Và giờ đây anh mù này xin được sáng mắt, để rồi anh cùng với Chúa Giêsu cất bước lên đường đi lên Jerusalem. Và quả thật anh mù này trở thành một người môn đệ bám sát Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, đặt cược cuộc đời của mình nơi Chúa Giêsu, và phần thưởng lớn lao đã dành để cho anh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời kêu xin của anh mù năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục vang lên trong thế giới hôm nay. Biết bao nhiêu những thai nhi bị sát hại đang la lớn tiếng lên: mẹ ơi, xin đừng giết con. Có lẽ tiếng van xin đang vang lên trong thế giới hôm nay, và đặc biệt với xã hội Việt Nam của chúng ta, là một trong những nước có thể nói được rằng những vụ phá thai nhiều nhất trên thế giới này, đứng vào top 10 hàng đầu những nước phá thai. Và vì thế cho nên những lời van xin tha thiết của anh mù năm xưa hôm nay cũng đang được vang lên: mẹ ơi, xin đừng nỡ giết con. Và tiếng vang lên của anh mù năm xưa hôm nay vẫn được tiếp tục vang lên nơi những người thấp cổ bé miệng van xin sự công bằng, sự thật cần trong thế giới hôm nay, trong xã hội hôm nay. Và vì vậy mỗi người chúng ta cũng hãy thân thưa với Chúa Giêsu: lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Mời cộng đoàn tiếp sưng đức tin. Tôi tin kính.